rồi, qua tới cây cầu này là tới bãi câu cá bóng rồi. Nước đang chảy vô dần dần rồi. Nước đang vừa mới chảy vô. Khoảng chút xíu nữa là mình câu được rồi. Ở đây là lông hủ tây nha mọi người. Khoảng tháng trước là mình có câu ở đây một lần rồi. Cá cũng to lắm. Hôm nay mình quay trở lại. Lúc này tình hình đồ cá lóc đồ cuối mùa rồi, nó hết rồi mọi người ơi. Lớp thì bộ này nước có rút á, lớp thì chích điện, rồi lớp thì kéo lưới. Cần thủ thì câu liên tục. Nên bây giờ cái con cá nó cũng nhão luôn rồi. Bây giờ đi câu cá lóc không có nữa. Đợi mưa xuống á là bắt đầu mùa mới. Bây giờ là cuối mùa rồi. Đây. Mình lại cái đám lá này nè nha. Trước mình câu ở đây nhiều lắm. Có cái lỗ nước á, bây giờ không biết nó còn hay không. Chỗ này nè. Chỗ này nè mọi người. Để coi tình hình sao đã. Ồ, nước vừa chảy vô nha. Đây. Đó, cái lỗ này nè. Đợt trước mình câu ở đây hơi bị bọn, cá lớn lắm. Bây giờ nước vừa chảy vô luôn. Để mình ra cần mình câu nha mọi người. Thì mình vẫn chơi cái cần cũ nha. Cái cần mini. Cần này đánh cá lóc. Ý lộn, cần này đánh cá rô. Chinh chiến luôn á. Cần này ngắn mà. Cần quen thuộc thôi. Lâu quá không sử dụng nó. Lúc này thì cá rô cũng cuối mùa nè, hết mùa rồi. Nói chung là mùa này là hết mùa cá rồi đó. Chờ mưa xuống thôi, khoảng cỡ 2 tháng nữa là mới bắt đầu trở lại mùa mới. Lưỡi nè, chì nè. Dướng. Chì nè. Rồi. Mồi câu vẫn là mồi tôm nha. Tôm thì cho nó dễ móc hơn. Mấy con tôm bạc nè. Mua khoảng 10.000 là câu được rồi. Chuẩn bị một cái kéo. Đây. Cắt ra ha. Nhỏ cỡ hạt lựu là móc vô lưỡi câu là vừa. Rồi, bây giờ mình sẽ ra mồi nhé. Không biết mai sao nữa. Cục mồi đầu tiên. Ở đây có bạn cá nuôi nè. Ở trong đó người ta nuôi cá. Nhưng mà mình câu cá bóng dừa, mình câu ngoài đây mà. Mình đừng đụng chạm tới chỗ của người ta thôi. Nhấp thôi. Nước này hơi đục rồi nha. Ăn rồi. Ơi, hụt. Đây, ăn có à, lôi trong chạy nè. Có á. Cá nhỏ á. Được con đầu tiên. Mà hơi bé. Từ cá lớn nó ra. Bữa nay nước đục quá, không biết có cá hay không nữa nè. Thường có vừa nước đục nó không có ở. Nó ở chỗ nước trong á, xanh á. Bóng dừa. Không có. Có một con à. Hình như là không có luôn. Nước có đục quá. Không phải, anh biết sao. Ừ. Nó hình như là phải 1-2 cây mưa nữa. Bữa hổm câu đây có. Bữa hổm một tháng trước câu đây có. Vậy chứ nước đó nó mới trở nước hay sao? Ừ, nó mới trở nước, nó hơi vàng nước nè. Ừ. Nó hơi vàng câu không có. Mấy nước này nó có cá bóng dừa, nó sắp ương rồi. Đúng rồi. Nhưng mà mấy bữa trước em câu cũng không có luôn nữa. Ừ. Không đi cũng không có. Mà cái nước nó trong xanh xanh mà câu nó có. Mà cái nước nó hơi vàng nó không có. Mấy nước nó chảy dữ nó có. Đúng rồi. Câu cá gì vậy anh? Đi câu cá cát rồi. À.
hằng cỡ này. Ghê vậy. Đáng quá tôi quay vô con con. Kéo vừa khỏi mặt nước luôn á. Nói là mới thấy. Cái nước này hình như nó không có đẹp ha. Nước này nước ương rồi, nước này chết nước rồi. Ngày mai chết nước rồi. Ngày mai là khoảng mấy giờ nó mới lớn anh? Ngày mai chưa nước chết mà ngày mai chẳng chừng 12 giờ gì. Bữa nay là 22 giờ mới lớn anh. Bữa nay hả? Ừ, 2 giờ. Dữ lắm 11 giờ. Hồi nãy tôi ngủ dậy nó đâu mày 12 giờ là ra nó hơn nửa xong rồi. Ừ. Ngày mai không có nước ương mà. Nó lình xình nó lớn mà nó chảy yếu lắm. Này cái này nó ăn thành là nó gục ngọt hay sao? Có nó ăn nó nhít mồm cao bóng cát nó vậy. Nhấp này vô mấy ở bia đó nhấp vô mấy cái lỗ đó đó. À. Còn có không chứ thăng mưa cầu có nhiều lắm á. Hồi nãy nó gục cà ghi chang vậy đó. Rồi tôi kéo lên. Nãy nó gục cà ghi chang. Nên sảy đứng cười con. Tại em coi cái lưỡi nó ấy chứ không lưỡi cá rồi. Này thả theo nước trôi hết à. Không có chì nó bớn, không chì lớn lắm nó chìm chứ. Nhưng mà cái cục mồi nó lất phất ở trên đúng không? Hay sao? Chìm luôn hả? Em câu đáy rồi. Anh nhấp vô mấy cái bọng á. Ừ. Anh nhấp vô mấy cái bọng nó chút nó chứ canh cái gì. Cái bóng hả? Ừ. Cái ngựa chú anh nhắc đi trong mấy cái bọng đó, anh rút cái cầu anh dài ra. Ừ. Em không ngầm. Hồi bữa không ngầm nó ăn hoài luôn. Cái này nó đi theo nước trôi quá. Không có. Nước chảy nó trốn trong mấy cái bọng. Ừ. Con chì lớn không? Chì nhỏ xíu à. Cũng được, chì nhỏ nó trôi à. Mày nhấp mé mà. Nhấp miệng cống rồi được. Những cái miệng cống mà, không có câu cần dài. Câu cần dài á, câu cần dài mới nhấp vô lọt vô mấy cái bọng chì lớn. Ăn kìa. Dính rồi đó. Sợi cá vừa rồi nữa. Dính rồi. Sảy. Hết mồi, nhả dữ vậy hả ta? Cá vừa ăn nữa. Sao anh biết được? Nó ở đây nhiều mà nên nó còn không hết mồi mà. Còn. Có ăn nữa, tại em câu cái lưỡi ấy. Lưỡi em lưỡi cua tôm. Cua tôm khó dính. Hử? Có lưỡi nó có lưỡi câu không? Có lưỡi câu nè. Có, em có chứ tại đi cua tôm chứ. Chủ yếu đi cua tôm hả? Ừ. Trốn kẹt quá, nó không nấp là nó bị trôi phải không? Ừ, nó chưa giỏng mồi, nó lại nước nó dựng dợn lộn vô có nó mới ăn. Ừ. Hai con nãy chưa được 10 giây nó dậy. Tại ngay nó có, ngay chỗ nó có. Ngay bỏ ngay nó luôn, sao rồi nó dứt liền. Đi câu bữa nào thấy nước hơi trong là mình câu có cá dừa mà thấy đục thì câu không có cá dừa nhiều. Đục này câu cá dừa mới ngon. Thấy không? Ừ, nước nó chảy, rong nó chảy. Ừ. Nó ăn rồi đó anh. Ừ. Ăn. Dữ ta. Tới đại ca làm đi. Ảnh lấy cái cần mình câu nãy giờ. Đây được hai con bự ghê nè. Đó, coi. Con đó, con bự con nhỏ. Thêm con này nữa. Anh câu hay thiệt á. Mình nãy giờ được á con. Ừ. Ui, cá hồng dện. Cá này nó ăn là nó nuốt lưỡi. Nuốt lưỡi.
giật sớm, giật trễ nè, nó nuốt vô trong luôn. Mấy con cá này thả quá. Hết mẹ nuốt rồi. Ăn nhỏ rồi. Cá vừa trắng nõn trời. Sao có dính không? Được con nè. Nhỏ à. Ồ, ồ, con cứ đang liền. Ồ, ui, cá lưỡi. Vừa quăng xuống đập liền luôn. Nữa nè. Đã quá các mọi người. Nè, con nó nào bự không? Ở đẳng con ngon lắm á. Ừ. Không sắp đồ đã luôn. Tại ụ mẹ tôi sẽ con cái ông bà này không đâu. Cá bự các bạn ơi. Nè nữa nè, nữa nè, nữa nè. Đó, lên. Lên lên. Thôi bỏ lỗ. Mới làm con bự quá trời nè. Con gì thập mà bự nhất luôn á. Con tôi đã gấp 3 lần vậy. Nó bự. Nè, nhấp vô mấy cái tọ này rồi á. Nó nằm chậm hả? Cái chốn đâu có cá có dừa mà anh câu đâu. Nó như anh bỏ vô mấy cái bọng dừa vậy đó. Cái nào mà càng khó bỏ vô là càng có phải không? Không phải như mình thấy như mấy cái bọng vậy nè. À. Như mấy cái lỗ vậy nè. Rồi, nhắc thì nó chốn trọng. Nước nó chảy qua mồi nó ăn chứ anh bỏ bỏ như anh nãy ngoài nó đâu có ăn. À. Nước sẽ xuống cần 2,5 m á. Ờ. Ở đây chặt lá hay cần 2,5 m câu mới ngon. Dạ. Chứ anh câu càng nhỏ anh giấu tay mệt. Ừ. Về về hả? Về gì đó banh, tới giờ đó banh. Thôi lại câu. Rồi rồi. Cái con rạch này cá to ghê á. Còn mồi luôn. Tận dụng lại. Nước lên cao tràn sát vô mé, cá ống dừa nó cũng theo nước nó vô mé luôn. Ê, ăn nữa, có nữa, có nữa, có nữa. Có nữa, trời ơi mẹ. Mẹ chưa? Không. Cái con rạch này cá bự bự không à. Nhờ anh kia anh chỉ mình đâu có biết đâu.
Lỗ này nãy giờ cũng mấy con rồi đó. Có nữa nè. Có nữa. Giòn à. Cái này là cũng ngon rồi. Có cá trời ơi. Cũng được, cũng không bự dữ mà cũng trung bình, cũng ok. Giờ này 5 giờ mấy rồi, 5 giờ rưỡi rồi, làm vài con nữa về. Cái gì, có nữa hả? Nè nữa nè, trời đất ơi. Bự không các bạn ơi. Hết nó nổi luôn. Quá đã chỗ này rồi. Chỗ này nó cạn lắm các bạn ơi. Nó chừng tầm khoảng cỡ 5cm nước à. Vậy mà cá lớn nó vô. Cái ghê chứ. Có nữa không? Ê có nữa. Ôi, đồi rớt rồi. Rớt rồi các bạn ơi. Bự con nó bự á. Con nói nó chưa sóc lưỡi đâu. Có thể một lát nó ăn lại nữa. Ê, ăn lại nè. Ôi, trời ơi, trúng rồi. Trời ơi, giật xong cái ổ này về luôn. Con nào con ấy nè, biết nói luôn á, nó bự. Nghe chưa? Vô. Nhắc cho lên mặt nước nó ăn luôn không? Nó sung lên mặt nước nó ăn luôn á. Rồi, đớp rồi. Đớp rồi, này cá không vừa bự. Ngay cái ổ đó rồi. Nãy giờ như là 6-7 con rồi đó. Rồi ăn này. Rồi, có. Rồi, lôi vô hang rồi. Chết. Để ngâm lâu quá lôi vô hang này. Mình gỡ các bạn ơi. Sẵn cần lấy nó ra. Nó bị máng bập dừa. Ra nè. Ở đây nhiều đường câu lắm nè. Rồi chỗ này coi. Cũng có đống lá nè. Có tương lai nha. Rồi, có cám dừa. Bự nè. Trời ơi. Con rạch này con nào con nấy. Bự hết biết luôn á. Đó. Đã chưa? Đó, quặt ngọn rồi, rồi vớt luôn. Cũng quá. Trời ơi, lấm cá nhỏ. Rồi, thôi về luôn mọi người ơi. Gần 6 giờ rồi. Rồi, hôm nay thì mình tạm thời mình ngưng câu đi. Để nay mai mình quay trở lại mình câu nữa nha. Chỗ này còn nhiều đường câu lắm. Nguyên một rừng lá luôn nè. Bây giờ tối rồi. Câu một lát nữa là tối thôi luôn. Rồi để mình đổ cá ra nha mọi người. Rồi để mình đổ ra. Hôm nay toàn là cá bự không à. Chảng không à. Ôi ôi. Đổ nước ra. Để mình thay nước luôn.
để chạy về nhà nó chết rồi. Nước giờ nó hơi nhớt rồi. Nè các bạn ơi, bữa nay nè, như đây cỡ gần 30 con á, cá lớn. Con này lớn nhất nè. Rồi, thôi mình về nha mọi người. Mình xin kết thúc video tại đây luôn nha.